Xin chào các bạn, mình là G-Man, rất vui được gặp các bạn trong chương trình đồng hành cùng giải đấu AOE Việt Trung năm 2015. Giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 có sự góp mặt của đoàn AOE Trung Quốc với những game thủ xuất sắc, và những game thủ xuất nhất của AOE Việt Nam sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Và đơn vị tổ chức đó chính là công ty cổ phần công nghệ Game TV Việt Nam với trang web chính thức là gametv.vn. Như các bạn đã biết thì vào buổi sáng ngày 7 tháng 10 năm 2015 vừa qua, GameTV đã chính thức thông báo về giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 với 5 thể thức thi đấu. Đó chính là solo seng, solo giam đầm, solo AC, 22 seng đánh tự do theo luật Việt Nam và cuối cùng là thể loại 44 giam đầm. Thời gian thi đấu của giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015. Vào ngày 13 thì giải đấu sẽ được diễn ra tại đấu trường Colosseum tầng 2 của chợ Hôm số 72 Trần Xuân Soạn. Trong khi đó thì ngày 14 và ngày 15, vòng chung kết của giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 sẽ được diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, địa chỉ là số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Như vậy là sau 4 năm thì cộng đồng AOE Việt Nam cũng như cộng đồng AOE Trung Quốc lại sẽ có một ngày hội nữa. Rất là nhanh, và thực sự đối với G-Man nói riêng và với cộng đồng AOE Việt Nam nói chung thì giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 thực sự là một ngày hội ngộ cũng như là một ngày để gặp gỡ và giao lưu với giữa hai cộng đồng AOE được coi là mạnh nhất trong thể loại game đã được diễn ra từ năm 1995. Với rất là nhiều bạn đã từng chứng kiến AOE Game TV Nevo năm 2011, 4 năm trước tại nhà hát Tuổi Trẻ, tại hội trường của Đại học Văn hóa, hay là các bạn có thể xem qua các kênh quay phát của Game TV trong 4 năm trước, thì có lẽ là đó sẽ là những kỷ niệm mà có lẽ các bạn sẽ không bao giờ có thể quên. Còn với những một không phải là ít những khán giả mới xem AOE trong vòng 2-3 năm trở lại đây, thì có lẽ là các bạn vẫn chưa được xem và vẫn chưa được cảm giác cái không khí ngày hội thực sự cách đây 4 năm. Thì nếu như các bạn vẫn chưa xem thì mình hoàn toàn có thể hướng dẫn các bạn cách xem, khi mà cách search trên YouTube để có thể xem lại những clip từ 4 năm trước. Một giải đấu mà người ta gọi là đi vào lịch sử khi mà có sự xuất hiện của các game thủ AOE Trung Quốc tại Việt Nam và thi đấu offline. Và để chúng ta nhớ lại một chút về những hình ảnh của giải đấu AOE Game TV Lenovo năm 2011, thì ngay sau đây mình sẽ cùng với các bạn xem lại một đoạn clip ngắn phóng sự để chúng ta có thể cảm nhận được không khí của nhà hát Tuổi Trẻ cũng như là Đại học Văn hóa cách đây 4 năm. Những hình ảnh của đoàn AOE Trung Quốc, của khán giả, của hội trường, của ban tổ chức giải đấu, của những game thủ xuất sắc trong hai cộng đồng AOE Việt Nam và AOE Trung Quốc cách đây 4 năm. Có lẽ là nhiều người thì sẽ còn nhận ra mình đang có ở trên hình. Các khán giả có mặt tại ngày hội đó thực sự là sẽ để lại những cái ấn tượng và những cái kỷ niệm riêng và khó có thể quên. Và hy vọng rằng đến giải năm nay, 4 năm sau cái ngày ấy, các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng với ban tổ chức, đồng hành cùng với GameTV, đồng hành cùng với G-Man, cùng với những game thủ của AOE Việt Nam, để chúng ta lại gặp nhau thêm lần nữa trong ngày hội của AOE Việt Trung năm 2015 này. Trong giải đấu AOE Việt Trung năm 2011 cách đây 4 năm thì điều đáng tiếc nhất đối với các game thủ và đối với người hâm mộ của AOE Việt Nam đó chính là việc chúng ta đã để tuột mất 3 chiếc vô địch ở những thể loại mà chúng ta vẫn luôn được đánh giá là nhỉnh hơn AOE Trung Quốc. Ví dụ như ở thể loại solo giam đầm thì Chim Sẻ đã không thể vượt qua Seng Long trong trận chung kết và đành nhìn Seng Long nâng chiếc cúp vô địch sau cú chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở của người được coi là số 1 AOE Trung Quốc. Trong thể loại solo hỗn mã, Seng hỗn mã thì Chim Sẻ cũng đã không thể vượt qua Sơ Luyến và đành về nhì. Thần đồng của chúng ta năm đó mới có 16 tuổi và với hai ngôi Á quân thì rõ ràng sẽ là một quyết tâm và động lực rất lớn cho Chim Sẻ trong giải đấu năm nay. Giải đấu được diễn ra và khi mà Chim Sẻ đã bước sang tuổi thứ 20. Ở thể loại A2 giam đầm thì Tuti và Ganni cũng đã để thua cặp đôi Sơ Luyến và Ngạo Thế Quần Hùng. Trong khi đó thì ở giải 44 chúng ta đã giữ lại được chiếc vô địch nhờ sự xuất sắc của team AOE Hà Nội khi vượt qua đội Trung Quốc Xanh với tỷ số 3-0 trong trận chung kết.
và để hướng tới giải AOE Việt Trung năm 2015. Như các bạn đã biết thì trong những tuần vừa qua thì GameTV đã tổ chức vòng sơ loại để lựa chọn ra những game thủ xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết diễn ra vào giữa tháng 11 này. Cụ thể thì trong những tuần qua đã có những vòng loại ở thể loại solo sen, đánh cung thuần tiễn chứ không còn là hỗn mã như 4 năm trước nữa. Ở thể loại solo AC, một thể loại mà 4 năm trước không được cho vào thể thức thi đấu. Ở thể loại giam đầm thì chúng ta cũng đã có một vòng loại để lựa chọn những game thủ xuất sắc nhất. Và cuối cùng là ở thể loại 4-4 giam đầm. Mình sẽ nói kỹ hơn một chút về các thể thức trong giải đấu năm nay để cho các bạn được tìm hiểu rõ nhất. Đó chính là trong 3 thể loại solo thì ban tổ chức đã quyết định là chọn ra 8 game thủ xuất sắc nhất ở mỗi thể loại để thi đấu với các game thủ của AOE Trung Quốc. Trong thể loại 4-4 thì ngoài Tứ Hùng ra, Tứ Hùng ở đây gồm có GameTV, có Thái Bình, có Hà Nội và có Skyred, thì ban tổ chức cũng đã đánh vòng loại để lựa chọn ra được 2 cái tên xuất sắc, đó chính là team Bách Chiến Bách Bại và team X5 Club. Như vậy đây sẽ là 6 team đại diện cho AOE Việt Nam ở thể loại 4-4 thi đấu với các game thủ bên phía AOE Trung Quốc. Ở thể loại 2-2 Seng tự do và đánh được phép đánh lạc đà, đánh theo luật Việt Nam chúng ta được phép chọc giò ngay từ đời 2 khi mà chúng ta đã kích lên đời 3 rồi. Thì ban tổ chức đã quyết định rằng không thi đấu vòng loại mà sẽ đề cử và để cho 4 clan mạnh nhất trong Tứ Hùng đề cử những cặp đôi xuất sắc nhất của mình tham dự vào giải đấu. Và lúc này thì chúng ta cũng đang chờ đợi các clan đưa ra danh sách cuối cùng, chốt danh sách về thể loại 2-2 Seng tự do. Sau khi các clan chốt xong thì chúng ta sẽ có được một bản danh sách đầy đủ các game thủ thi đấu ở từng thể loại. Và rất hy vọng rằng năm nay AOE Việt Nam chúng ta sẽ đoàn kết để có được một cái lịch tập luyện cụ thể trong tháng 10 này để hướng tới giải đấu chúng ta được diễn ra vào ngày 13, 14, 15 tháng 11. Có một thông tin mà mình đã đọc được sau cái giải AOE GameTV Lenovo năm 2011 từ đoàn AOE Trung Quốc sau khi họ đã về nước. Một thông tin được dịch trên diễn đàn đó chính là đoàn AOE Trung Quốc trước khi sang Việt Nam chúng ta cách đây 4 năm thì những game thủ có mặt trong chuyến du đấu đó đã tập trung tại Quảng Châu Trung Quốc trước đó khoảng 20 ngày đến 15 ngày và ăn ngủ với nhau để tập luyện các thể thức thi đấu trong giải đấu của AOE GameTV Lenovo năm 2011. Và với một cái sự chuẩn bị tốt như vậy thì cái điều mà khán giả Việt Nam không mong muốn đó chính là Trung Quốc giành được một thành tích rất cao, đó chính là 3 trên 4 chức vô địch trong giải đấu cách đây 4 năm. Thì cái này cũng là một cái bài học rất là lớn và thực sự là quý báu dành cho các game thủ của AOE Việt Nam. Mùa giải năm nay thì rất là hy vọng các clan sẽ đoàn kết lại với nhau, những đội trưởng của các team và đặc biệt là các game thủ sẽ có sự quyết tâm riêng của mình, có những quyết tâm tập luyện, một ý thức tập luyện rất là cao, cùng với đó là sự sắp xếp của các đơn vị trong Tứ Hùng như GameTV, như Thái Bình, như Hà Nội và Skyred. Chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và để cho các game thủ được tập luyện trong khoảng 15 đến 20 ngày những thể thức thi đấu. Và mình nghĩ rằng công tác chuẩn bị và công tác tập luyện càng tốt bao nhiêu thì kết quả của chúng ta đạt được trong giải đấu cuối năm nay càng nhiều bấy nhiêu. Tại sao chúng ta lại không thể thắng được AOE Trung Quốc ở thể loại cung R? Nhiều bạn khán giả trong thời gian vừa qua khi theo dõi GameTV, các kênh sóng của GameTV về những trận giao hữu AOE Việt Trung vào mỗi tối thứ 3 và tối thứ 6 lúc 18:30 thì đang có một cái suy nghĩ, một suy nghĩ mà mình nghĩ rằng là nó hơi tiêu cực một chút, đó chính là Việt Nam chúng ta thì mạnh về giam đầm, còn Trung Quốc thì mạnh về cung R. Vì vậy mặc định là các game thủ Việt Nam chúng ta thua ở thể loại cung R và sẽ thắng ở thể loại giam đầm. Với mình thì trong một giải đấu, trong một cái bộ môn thể thao điện tử và đặc biệt là AOE, nó có tính chất may rủi, có tính chất ở đây là có bài nghèo, có bài giàu, có thế nhà đẹp, có thế nhà khung, có thế nhà xấu, có trường hợp này, trường hợp nọ. Vì vậy mình nghĩ rằng một cuộc chơi và một giải đấu khi mà nó chưa kết thúc thì chúng ta chưa nói trước được một cái điều gì cả. Và hy vọng rằng hôm nay, năm nay các game thủ AOE Việt Nam chúng ta sẽ đạt được thành tích cao. Và để mà đạt được thành tích cao đó thì rất hy vọng là ý thức tập luyện cũng như là các clan, những người có trách nhiệm và trong cộng đồng AOE Việt Nam sẽ giúp được cho các game thủ có được một môi trường tốt nhất để tập luyện, để hướng tới cái giải đấu được gọi là giải đấu lớn nhất trong lịch sử của cộng đồng AOE Việt Nam cuối năm nay, diễn ra vào từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015. Cách đây ít ngày thì Gaman có đi phỏng vấn trực tiếp
một vài những clip phóng sự ngắn ở các trường đại học cũng như là các sinh viên. Cái điều mà Gman muốn gửi tới một cái thông điệp trong số đầu tiên của chương trình đồng hành với giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 này, đó chính là mình rất mong các bạn đồng hành cùng với Game TV, đồng hành với ban tổ chức, đồng hành với Gman và đồng hành với các game thủ AOE Việt Nam từ nay, để chúng ta có được một chương trình và những ý kiến đóng góp của các bạn, của những khán giả, đó chính là một cái niềm khích lệ rất lớn dành cho ban tổ chức cũng như là các game thủ của AOE Việt Nam. Trong chương trình đồng hành của giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 thì ban tổ chức cũng đã có tạo ra hai cái để cho khán giả có thể giao lưu cũng như là có thể là liên hệ trực tiếp với ban tổ chức, đó chính là một hotmail là aoevietchungacomgmail.com và một hotline để cho các bạn có thể điện thoại trực tiếp tới, các bạn có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc mà các bạn còn chưa được giải đáp, sau đó thì chương trình đồng hành sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn và giải đáp những điều mà bạn còn muốn biết về AOE Việt Trung trong những số sau. Hotline của chương trình là 0934306666. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, những câu hỏi và đặc biệt là sự ủng hộ về cả tinh thần lẫn vật chất của các khán giả, của những người hâm mộ AOE Việt Nam. Và các bạn hãy luôn nhớ hotmail của chương trình là aoevietchungacomgmail.com, còn hotline là 0934306666. Rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi. Và ngay sau đây thì mình muốn gửi đến các bạn cũng như là những khán giả đang theo dõi một clip thể hiện được sự quyết tâm cũng như là tinh thần cổ vũ của những khán giả, những sinh viên trên Hà Nội mình. Tôi sẵn sàng. Vừa rồi các bạn đã vừa xem một đoạn clip mà Gavan đi phỏng vấn trực tiếp các sinh viên. Và rất mong rằng các bạn cũng như các bạn là khán giả đang theo dõi truyền hình cũng như những bạn mà Gavan đã đi phỏng vấn rồi, các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi. Bây giờ thì chương trình đồng hành cùng giải đấu AOE Việt Trung năm 2015 số đầu tiên xin được kết thúc. Đến với số thứ hai thì Gman hy vọng rằng sẽ có thể chia sẻ được nhiều thông tin hơn cho các bạn, có thể trả lời được nhiều những câu hỏi thắc mắc hơn của các bạn. Khi mà các bạn đã gửi câu hỏi về cho hotmail của chương trình là aoevietchungacomgmail.com hoặc các bạn gọi điện tới số hotline là 0934306666. Và hy vọng rằng Gman sẽ mang thật nhiều những thông tin bổ ích, nhiều những bất ngờ hơn, nhiều những tiếng cười hơn trong chương trình này đến với các bạn. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.